Em xin kính chào cả nhà. Thì hôm nay là trời mưa gió bão bùng quá, cho nên anh em ở nhà em bữa nay cũng không có nhậu nhẹt gì. Hôm nay em xin dẫn cả nhà bà con cô bác đi một vòng dưới quê em chơi. Đến đây thì ở đâu em cũng không biết luôn, đi từ nãy giờ cũng hơi xa lắm rồi. Bữa nay thì em không có ăn nhậu gì, tại vì mưa gió quá trời mà. Không có mưa thì chắc cũng là định đi vô nhà của kia của anh Phước, kêu tụi em đi lại. Đến đây thì trong đây thì ruộng đồng ta cắt lúa rồi hết trơn này. Nhiều người xuống bắt cá quá trời luôn kìa, chắc trời mưa người ta giăng lưới á. Ồ, đến đây chắc em cũng đi về. Cũng chiều tối rồi, sẽ về chuẩn bị ăn cơm. Lúa cắt hết trơn rồi cả nhà ơi. Phải còn là đẹp lắm. Vậy mình nhái kêu rồi đó. Đoạn đường là vắng tanh luôn. Em xin chào cả nhà và bà con. Thì giống như nhà này là hồi xưa lật rồi, là tụi em có thay mặt vợ chồng anh Phước. Đây thì tụi em thì cũng có hùng tiền lại mua một ít quà tặng cho gia đình anh chị, là 10 kg gạo, thùng mì, 2 bịch ngọt với 2 kg đường, 1 chai dầu ăn. Dạ, rồi em cảm ơn anh. Em 8 với là nhớ với là Tú em. Dạ. 3 anh em thì 10 lầy nữa. Với 10 với anh 10 nữa. Dạ. 4 anh em là có hùng lại mua phần quà tới gia đình anh cũng khấm khó quá, nhà cửa là sụp sụp. Phần quà là Tú em thì năng Lý Thảo với tụi em. Dạ, em cảm ơn rất nhiều, cảm ơn mấy anh. Dạ, nhà thấy là tụi em thì cũng của ít lòng nhiều anh ơi. Dạ dạ, em cũng cảm ơn. Nhưng giống như là em là 10 kg gạo, 8 lầy là thùng mì và chai dầu ăn. Dạ. Tụi em thì cái gì đường dữ ta? 5 cái đường hết ta? À, 2 cái đường. 2 cái đường với chai dầu ăn. Chứ rồi, với chai dầu ăn. Tụi em thì 2 bịch ngọt. 10 lầy 2 bịch ngọt. Em cảm ơn mấy anh nhiều. Dạ, rồi. Có lại. Từ rồi thì tụi em có lại rồi. Giờ hay vợ chồng anh Phước. Rồi tụi em lại cùng lại cho gia đình ăn lấy thảo với tụi em. Rồi, tụi em vợ em thay mặt vợ em cũng có nhà với em cũng cảm ơn mấy anh chị rất nhiều rồi. Rồi chúc mấy anh khỏe. Dạ, cảm ơn anh. Dạ, dạ. Nhà không có dắt luôn. Cái quả luôn anh ơi. Dạ dạ rồi. Về luôn à, bác ơi. Rồi, ok, giới thiệu với cả nhà. Hôm nay là bọn em làm món xào lông chấm mỡ hành. Món này hình như là chưa có thất truyền, cũng còn người ta nhậu hoài à. Để công việc của em thì đang làm mỡ hành, còn tấm lầy thì lo xào lông, anh Thiện thì lo nhóm lửa than. Trời vẫn còn mưa gió, làm đại trong nhà luôn cả nhà ơi. Em thì chơi hành lấy hết trơn luôn, không bỏ gì hết, ghế ăn được là chơi rồi, mà ghế cũng vẫn được, mà ghế chắc nhúng lẩu thôi mới ngon. Ok, sau khi sắt hành xong em sẽ cho nó một ít đường vô miếng đó đi. Và tí bột ngọt. Bột nhiều ăn nhiều quá không tốt. Ăn nhiều bị HIV. Ớ nhọc, ăn nhiều bắt nhớ. Em tự bắt muối nữa. Nhà em chơi toàn là muối cục không, không có muối hột. Ê, muối hột không là không có muối gì hết. Đây là em đang chiên dầu. Nấu cho nó chín lên, đổ vô là ok rồi. Không giống như tấm lầy nó làm nó bỏ hành vô nó phi luôn à, ăn kiểu như dàn khè dàn khét thấy ghê.
Đây xong rồi cả nhà, dầu đã sôi, giờ cho vô đây là nó xèo, hành nó chín thấy bà nội mẹ nó luôn. Chứ hả, phi hành đây làm gì? Sâu gì mà không chín. Đây là anh Thiện, cậu ba Lục Bình đang nhúm lửa than, nhúm nãy giờ cái tiếng hồi chưa cháy, mới cháy, chuẩn bị cháy. Còn đây là Tấm Lầy đang chơi cái môn tách sầu huyết. Cũng đẹp trai lắm chứ bộ. À sáng nay em cũng xin nói là hôm vừa rồi cái chuyện vụ bắt cá do tụi em cũng hơi nông nổi, cũng xin lỗi mọi người. Em cũng không nghĩ là hậu quả nó nghiêm trọng như vậy, bị ném đá chọi gạch quá trời quá đất, xây nhà lầu được luôn rồi. Tôi lên mấy tấm lắm lì, tám tấm. Quá trời gạch đá, quá trời nhiều. Tập mấy ta, như là 391 giả lợi giả lợp gì đó. Đây giới thiệu với mọi người, đây là củ dừa nước mắt quê hương Bến Tre. Uống cái ly này mới được. Ủa này là cái ly hết ta? Không phải ông nội ơi. À cái này là cắm vô đây nè, để gót ra nè. Củ dừa, củ dừa nước mắt quê hương Bến Tre đó nha. Rồi, là ba khía đây. À, đây là món ba khía, hôm vừa rồi anh Quý về. Để cho chút đi, ba khía đã. Tới giờ vẫn còn. Cho nó thang chút đi. Rồi thì để ngó được rồi, khỏi ăn đâu. Rồi cho má hành nhiều đãi đi. Má hành nó trào ra nó đổ ra ngoài. Đổ xuống nó cháy phật lên đó chứ. Tại con sò nó hơi nhỏ. Mà sò bự cũng đâu có đâu. Sò lông bự bự nhóc mày, con mà bằng bàn tay luôn á. Nhưng mà không có, mà chợ không có. Giờ ông bự hiếm, giờ cũng hiếm. Ông Bạc Liêu có anh nè. Bạc Liêu thì có, ở đây không đủ nó mua nữa. Mà mắc ngay chứ không phải như cái mười mấy hai chục ngàn như đây đâu. Được rồi ba ơi, hộp chín cỡ không kịp á. Rồi rồi, vậy là chín luôn, quất luôn à. Để gì chín rồi đem xuống luôn mà. Ăn luôn đó đâu á. Chín lần nào quất đó luôn à. Ở đây rồi, ăn hết vậy này. Rồi, thủng thôi. Mình hả, chơi cái gì khác nữa. Hay quá anh ơi. Cái gì ăn ngán lắm á, mà thấy vậy á. Rồi, một bà con. Mày kiếm cái gà, nóng cái gà. Nè, anh Thiện lớn làm ly thử đây, ly của dừa. Vừa xem không á, vừa dứa không á. Lấy cái đầu này, đầu bỏ không? Không, nổi đồ của ta được, không cố. Cái gì? Mình tính nó đều dẻ hay gì? Nó dẻ cái áo xanh tím á. Ờ, đúng rồi. Chào anh em cứ đi. Thôi, mời anh em thưởng thức củ dừa. Rồi, mời anh em dẫn thức dừa đó nha. Đấy, bóc ra này, không chùi tay được đâu. Rồi, bây giờ xé cắt cả hàng miếng luôn đi ba. May có bánh đấy. Xé ra cũng được. Đi ngon mày, im, im. Thơm mùi dừa. Uống hơi với bay mùi thơm mùi dừa. Thường thường ta nó rượu kỹ với dừa mà ta. Nó có rượu dừa. Lần còn ngang ngang mình gót cái kiểu này sai sai á ta. Hả? Đúng rồi đó. Xong mình gót ngược lên, gót bằng ngang vậy đi cho nó không có chảy. Ờ, à, đúng rồi đó, gót gì đúng rồi đó. Cái này là anh biết cho hồ lô này đâu không? Đâu. Trong phim Tây Du Ký á, hồ lô ông nội á. Cứ về hỏi thằng là thiên giả là phải là ông ngoại đó hả? Ông nội, ông nội. Ông ngoại. Cái gì? Đọc coi hành chúa câu gì này trời. Ờ... Đọc ai ấy cái ông nó phải lúc mà ông giải vô cứu con. Thôi em cũng xin mời mọi người nha. À, em xin giới thiệu với là rượu này là hôm vừa rồi mấy anh em ở Vĩnh Long là có giao lưu vừa rồi gửi cho tụi em. Tới bây giờ tụi em mới khai đao nó. Ồ cái này hồi nãy mở hành đó, mình lấy hành thôi, đừng có lấy mỡ. Nhỏ nó không kìa. Sao? Không mỡ gì nó nhông chứ. Nó mở hành mà ghê thật hay làm hành. Ghê bút được rồi đó.
Sôi lên là chơi rồi đó. Sôi chín rồi đó. Mấy con sôi chín. Sôi chín rồi đó. Uống hơi cái hậu cái mùi dừa. Nó thơm mùi dừa. Không, cái này không được rồi. Biết sao không? Mình phải mua một lít củ đế mình pha này vô. Ngày uống ly thôi. Uống này tốn quá. Chính hai năm rồi. Phải uống cái này làm con sò lâu vô giống em. Chính rồi đó. Lỡ rồi. Chính rồi đó. Mà bỏ vỏ sò vô đây luôn đi. Ừ. Để làm nó đi. Tao đây tao không thắt hồi đó không được. Ngày lúc đây. Đưa tấm thầy kìa mày đưa tao hoài. Hồi tấm thầy nó chửi tao à. Giả bộ mà thử thắng sao? Đi rượu này lại đi rượu của anh Thanh là gửi về cho tụi em nè. Thì chai rượu rồi luôn nè, mới vậy cho đủ anh Thanh nha. Mời tất cả các anh em. Các anh em đi. Các anh chị em rồi mời là bạn góp luôn nha. Góp ở đó. Nè, ăn Giang á. Góp đi. Nè. Đi đặt lại góp. Cho ngoài à. Thấy không? Không á. Không. Góp đây chín rồi đó, đừng có sợ. Nó sôi lên là chín rồi. Thôi, mình ăn sợ đi. Thôi mà khía nha. Nghĩ này nướng bị lắm. Mà không biết ăn mà khí sò có bị trúng độc cũng trời. Này đâu anh đẹp không? Đâu không? Dẫn đây chính rồi đó. Cái tem rượu dừa này. Ờ có hạn sử dụng nội ơi. Công sức ngày 15 tháng 8. Ô cái này được có 4 tháng à. Để lâu là học áo chó luôn rồi. Lạc chán mua ớt chanh ra mày. Nãy làm chưa? Mẹ đi. Chấm vô khi ba khía kìa. Ba khía nó ăn mặn chấm vô luôn. Mất chanh nữa không? Nãy chưa rồi. Thôi để bơi bơi cái dùng lá cho nó công lụm nữa. Dùng cái đó công nó lụm nữa. Mày lấy cái chén nè bỏ vô lại đi. Ừ. Ừ. Dùng cái ngoài mất công ra ngoài lụm qua lụm lụm nọc nó chó luôn á. Tính lấy cái dĩa nó ra đặt gấp ra. Gấp bằng để ngoài. Nước mắt quê hương đó nha. Chính nợ gấp ở đây. Đi lấy cái khác mà mình đựng ai nè. Chính cái giấy này nè. Gấp nước luôn ngon. Rồi. Thôi hết đất. Thôi hết thấm vô. Cái thôi. Ai mấy con chín đang gấp ra dĩa đây. Tụi nó ngộn dĩa. Nóng quá. Thôi đứng ra hồi nãy ba cái đó để xương rồi. Thì đổ nó ra lại. Lấy con giấy đựng xương nè. Gấp ra nước hết hết ngon rồi. Mấy con sò nhỏ ngọt là ngọt nước cơn bão vừa qua cuốn đi ngồi nhà còn chứ này vẫn bỏ bánh phọt quá ha chứ thầy vẫn bỏ bánh phọt đấy luôn thôi tao bỏ gì kìa được rồi thầy thôi thăm lại rồi cô tao bỏ gì kìa tao không đem dĩa đâu thôi phải đi tay như thầy không này. Ờ, rồi về chút nó hầm lại luôn à. Trời ngỏ quá. Mưa hoài trời. Mưa mà nó chín rồi. Mưa này chín rồi. Thôi, vô đi. Há mỡ hành rồi ăn ngon trời. Mỡ hành bằng mạnh chút nữa. Anh đây kém sắt á. Này nó nguyên bó nhiều quá. Rồi em sắt. Nó vô tái sắt diễn. Lập tao lấy kéo nó cắt. Bóc cái lên đi. Ai cắm là có tiêu sẵn phải không? Ừ, nè. Má chụp liền trời. Tụi tao chứ bộ, ở đâu có anh Thiện. Mày chưa? Nó mày chưa uống mà. Thôi, cứ bọn anh Thiện uống trước. Anh Thiện cho em cho nó đó, chồng là được đó. Má một phần, chắc. Đúng là bị vừa. Cà thành mà đẻm. Cái này có cọng dây mình buộc lại không ta? Trồng thân cổ á, sợ nó bị buộc tay rớt bể. À, vừa hổng có nghe thằng thằng gì Đồng Nhật Anh nó có nói cái đau là cò tao đi Bến Tre đó mày. Nó nói là phải nó về sớm xíu nó mua gụ dừa nó tặng tao rồi. Xem cái kìa, bỏ đi. Cái dấu gì đi. Bỏ đậu phộng lên thì cho nó thơm á. Này nó chín hết. Còn ăn mà gấp thì để bên đi. Nó cách gì thôi.
Đây còn cái màu sầu đó. Kỹ với dừa món kỹ chế mà chế món này ở Sài Gòn có ăn như cơm bữa vậy. Nói ăn thò hay ăn cơm luôn trời ghê trời. Ăn cái gì thì mình bán ấy về cho người ta làm mười mấy ký bỏ qua đêm nó chết cho người ta cho nhầm dãy nhà trọ lúc mới lên nó bán dãy nhà trọ bán được sao mình cho anh ta một vài lần rồi nó đáng mua mình lại bán ấy về rồi mình cho nó ăn không à. Chứ sao tôi đâu còn chắc lít rồi đâu có cho nữa. Về chơi cái chiêu về luộc bắt vợ luộc lấy luộc lại tới đó thì bỏ bữa sau nó chết luộc rồi không để cho. Không phải cái cầu trước đó nữa kìa bắt vợ luộc có vợ luộc chơi dạ lúc trước đây nó bán vợ đó nhà không ấy này còn dạy nhà nó coi đâu mà bà đi chứ này bán lúc trước một ngày bữa nào mà thứ bảy chủ nhật á là bán một ngày kiếm 3 xị 4 xị là khỏe từ chưa thấy là lời dạ mày có chồng chưa à biết tôi gặp đây cũng như thăm hỏi thử dò thử tính sách làm đâu rồi tính sách cây cái hàng nên hỏi thăm ổng rồi mời ổng mài giùm cái này ta cái tao mày muốn á uống tiết kiệm mày mới vừa hết đây uống lần cái này ngồi sao hồi nãy giờ ha nếu mà cả nhà nãy giờ có xem mà từ đầu tới cuối á thì để ý tấm bày á uống cái ly à hai ly không có phun ở đây cũng đâu cũng sao cũng được vậy mua đó ờ bây giờ trời không có uống bụng dừa mà còn phun đó hả dạ ủa dừa không là nó ủ dừa ta không à, hàng miếng muối cho chanh lạc đâu đặc sản Bến Tre lọc à cái này để chưng tết nè ủ hóa tết đổ vụ vô cái bỏ lên chưng và ta cái thuốc lọc thợ đúng không đúng á ừ. Có chữ có thuốc lọc thợ chứ nó nguyên cặp luôn nó đủ qua luôn đó ừ. Nó bán cho người ta chưng tết đó tám bầy thì nó bán thì nó đặt chữ khác nó đặt tên cái họ nó không à với họ vợ nó là đặt bạc hai bình có thì họ từ vợ họ trần từng trần đâu có chơi với chữ này ừ thì nó nóng nóng cúng quá chứ trời mưa gió bỏ bụng này bà khía anh thị bà đang kêu gấp cái này còn nhiều lắm tối ăn trộn hồi tối ăn cơm á ăn giờ độc không ăn khía ăn nó lúc mà 10 giờ đêm trộn lúc 10 giờ đêm 11 giờ ăn thì ngon thiệt mà lúc đó mình biết anh biết sao trộn gì đó không tại vì canh giờ đó không nguội tao à thích cái nào tay thấy là ngon thiệt bụng đó 1-2 giờ khuya thức dậy mới ăn à cũng như đến tập này thì chắc cả nhà cũng có hỏi là anh Mười Lầy đâu rồi thì Mười Lầy cách này là đang muốn con trai cho nên ở nhà không à anh thấy con trai không ta à, trai đầu phải không trai đầu anh sao con gái trời ơi chồng chồng nhà tao là bao la mình đi chợ đất luôn á nãy nó mua về đó nãy mua bớt về đó có bỏ xe không bỏ chanh đã đem về nãy rồi có bỏ xe mà hết vô lượt đó gì đó mà tú em á chừng nào nó ra trời đi vuông đi vuông tôm nó còn nhiều lắm á tôm con á bỏ lại nó bữa tao mò là dính hai con nó lọt tay mò dính hết còn mà ẩm bên thì nó rủ em vô mồi lực nó hỏi em kìa có ai biết bắt lịch không đó kìa còn rồi lịch tự cũng khó bắt cũng thiếu ăn hết dễ bắt lắm thọt ra là đủ mà trắng ách nó bắt cái đầu lưới lên rồi không lịch em chứ nãy nhất là cái thằng mà
hành ghế bà con với em thôi. Nước ngập tới đây nè, bắt bằng ngón chân. Dò á, mấy món chỗ nó bắt tại. Không, tại là nghề nghiệp luôn rồi, bắt nghề, nó bắt bán luôn rồi. Ờ, mấy đó chuyên gia nó bắt hay. Còn mình đâu bắt đó được, bắt chỉ chắc vuông không à. Tám lại nói biết bắt không? Không. Rồi, đây là có bắt mò tôm thì hay thôi. Bữa nào mình lấy bộ mình phải nước dừa nấu cái này ra. Cũng học mới có. Cái gì? Bộ phải nước dừa đúng. Nè. Người ta làm sao để chế biến cái chất gì vô nữa. Có cái gì cái gì. Chắc men với dừa thôi, chắc không có rượu trong đâu. Không có cho thơm mùi dừa. Này chắc là dừa lửa quá. Chín cho mình để mà nó khô không? Không là dừa khô quá ta. Ừ, mùa mùa nó béo thấy mùa 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 dừa khô nó chứ không phải là dừa tươi nước dừa tươi mình đâu. Mùa béo gì. Quê mình dược nhóc chân sao ta không chế biến được dừa trời. Chứ mình ở đây mẹ, coi như. Chứ mình sao? Dừa nhóc cái trời mày phải ít đâu. Nhưng mà bằng cái thứ bánh tre rồi. Nó không bằng cái chè xứ dừa rồi. Xứ dừa bánh tre đó là đó giờ. Ta làm đấy, cái tiếng người ta. Mình có tiếng ăn dừa hay xứ ăn dừa mà. Ừ. Bánh tre với xứ dừa kẹo rồi thôi. Còn mình cũng bánh tre đúng ra là bởi bánh tre là tre nhiều mới đúng nha, tưởng bánh tre dừa nhiều chứ mình dừa nhiều mới đúng chứ giờ mình là dừa với ngỗng bánh tre cái tỉnh của mình ở đây là cái thị trấn ra dừa đó các bạn ngỗng mình có thích mua con ngỗng làm gì biết không làm cũng bắt rồi trời không có để ăn cơm với nhậu gì đám tiệc đám làm nó cơm chết luôn con ngủ được cái mày bắt thịt luôn. Không phải bánh tre có nhiều nước mắt vậy sao ta? Nè, mới uống. Ừ, ồ. Ừ. Mày chưa? Cho ăn cái tay em. Người người thiệt lòng nè. Ăn hấp nước cái rồi ăn nước cắn, nước mới ngon, béo. Không còn nước nào nữa. Để cái chén rồi đó mày. Hồi tao tăng con nào tao đổ nước vô cái chén á. Hấp nước cái ta mới mê ta làm như nó ra nó ngọt người có cá dừa luôn nội ơi còn máu nó ngon này sạch máu rồi còn máu ăn tách tươi á khó tách lắm nó còn dính cục răng cục răng cô thò ăn cục răng nó mới ngon nó cục như cục thịt chứ nãy giờ hình như không bỏ ra phỏng lên hết ta miếng dính vậy đi cái nước con sò nó sao mà đổ bỏ không nổi được hát nó ra mày để nước vô thôi mày chém hành cho nó trào ra nữa để nó dính hát lắm không hãy để nó thấm vô luôn thấm thì được không ta nướng con sò trước tao đổ mà hành vô sau trời ơi cái này nãy mày đừng có tắt để nguyên con đổ luôn. Nguyên con luôn tao nướng mua hành vừa vừa hả ra bỏ vô hả bỏ vô vừa hả ra cái mình bỏ vô luôn à ai kiểu đó nước nó chảy hết rồi. Trời ơi, trời ơi, con tốt độ sò sống mà mình nướng, đúng không? Cái nó vừa hả hậu, cái mình tắt con sò ra, mình đổ bánh hành vô. Thì những cái tinh hoa, những cái nước đó đó. Rồi, cái kiểu đó thì cái đâm luôn, hay là bị nó dơ. Gì vậy, chạy mà. Mình bỏ con sò ra thôi, chứ làm gì tới đâm. Tao mình nói gì tao chưa, tao bảo buôn bán rồi. Tao chưa ăn cái đó. Mình làm kiểu đó, nghĩ thì sao? Mày tắt ra nè, con sò mày tắt ra. Mày nước có nước con thao rồi, mày gửi sình được. Mày gửi luôn. Mày cầm không tắt đi nè, cầm chút ý, mình lúc đầu nó ra cát luôn. À, lúc đầu mình ngâm thôi, mình ngâm nước thôi. Ngâm cho cái từng ngâm từ hôm trước qua tới hôm sau. À, rồi mẹ đổ bỏ luôn. Mẹ ăn đi. Lúc đó con sỏi chết đeo hết trơn rồi. Mình bán nó trước nữa, sò bự quá. Muốn ăn, bữa nào muốn ăn, tôi có một cậu bạn khoái ăn lắm. Ăn sò lông chuyên gia nó ăn rúa mạnh lắm thì tôi lựa con bự ra đi chừa có 3 kg rồi về cho nó tôi nó nhậu tao đâu vậy bữa nào mình ăn món này xong rồi đó cái mình làm là món gì phải không gần giống cái gì đó hến nướng với hành hến mà ở đây có mấy thì mấy con hến đâu có thịt đâu ngon bằng này đâu chơi rồi mày hến ngọt ê biết con gì không sò đẹp mà ở đây mình không có bán sò đẹp nướng mà hành một cái ăn nhức nách luôn
tôi bỏ qua quân hai quần em tới đó, hai chồng thành tao nhí với mười lầy đó. Thôi mà tới tao mới nghe vụ hến nước mới hành. Má này bắt mấy thằng Hào luôn tình. Má đó mà nó tạo thua biển đi bắt, người ta đã bắt cực chết, để mẹ xách cái đục cái búa theo. Ừ mà Hào, mà nước mới hành này, Hào á, trời ơi nó ngon. Mà tắt nó cực. Thôi mày đứng ăn, tắt lại Hào mày đứng ăn. Hào như tao cái cống mà cái cống mà ấy đó đập nó có độc độc đục, trời ơi lụm ngay ổ cái bắt bả ra luôn mà nó bén nó ngoài ổ đứng dậy đứt tay lắm á, đứt tay bà luôn, đứt tay nó rồi nó đi nó bén lắm á. Mà tấm lì không nên ăn Hào, ai cho ăn đâu ăn, dùng bánh tre vậy nó nuôi, nó nuôi không biết nuôi sao này. Mấy đứa túp lâu bể này nó mua hay bể nó mua cái ngàn hai ngàn lẻ mình đấu tay được đầu mà nó nuôi nó mà nó để vô biển á. Để đó là tự nhiên Hào lại nó đeo à. Đeo nó luôn à. Nó đeo đó đầu rồi phải giải nói à. Tính ra con Hào sống nó thơm. Chết nó ngu hả? Đấy. Mình tới nó chết, nó cũng chết, nó ngang nước nó chết. Ngoài nó bò là mình cứng cái miệng cống luôn á. Nhấp luôn á. Ừ. Ngon thiệt. À ngang miệng, cái miệng cống nó cầm ao mấy cái cống mà xả nước ra nó vô. Đó, mấy cống đá. Nói nó chết, chết biết bao nhiêu luôn. Ngon thiệt chứ. Mà tấm lì không nên ăn Hào. Nó dành cho những người có vợ mới ăn Hào thôi. Hào mà ngon, biết là Hào gì ngon không? Hào sữa tao mới ngon. Tao nói chưa biết hào sữa. Bởi vì không có chuyên nghiệp. Hào sữa nó mất kỳ. Con này nó không có thịt thả chứ trời. Khô quá đó. Khô. Khô quá. Tao bỏ lên đây, xa rồi. Bỏ gần quá, tao lại bỏ lên xa rồi. Chín rồi, mấy con này chín hết rồi. Thôi, nó gần chín bỏ ngoài rồi. Chín hết rồi, chứ gần thì nó dị ăn mới ngọt nè. Ừ. Thì là nhanh với anh Thịnh, từ từ nó nhâm nhi cái ly rượu mà nước mắt quê hương chứ. Chắc lâu lắm rồi tắm lại chưa ăn Hào ha. Trời. Ăn Hào là kiếp vợ liền à. Ôi trời, mà tao lên Sài Gòn em tao ngăn nó điện hỏi ăn cái gì rồi nó mua để trước luôn. Gì cũng được, biết. Chợ Bình Điền bây giờ nó có bán, ngày nào cũng đi chợ Bình Điền, nó mốt Bình Điền. Mắc hô quá trời, chợ Bình Điền cái gì cũng có bán nhân hả? Trái cây nè, đồ biển là tao nói, nếu mà nói đồ biển là tao không biết bao nhiêu loại, nó trên 200 loại đồ biển. Có bán heroin không? Có hàng trắng có bán luôn. Một đi tinh. Nói gì đồ biển? Nói nhọn gì? Thấy nó mà chưa vợ không nên ăn Hào á, giống như là thằng bạn tao hết. Trước con này tôi chưa biết con gì. Nó gọi là con ốc mà bắt ngọc. Nó không biết ốc ngọc ngọc gì mà hỏi mà đó thì chưa ăn luôn. Bình Điền á mình lại mình nhìn hoài cái con này. Nhìn nó đẹp lắm kìa. Long mẹ chưa ai cũng nói thường ăn vô lông trong ấy ăn chết bà nội và kiếm ăn không ra không nó chết à. Không chết thì nó chết nhưng mà nó chưa xình nhiều quá. Có cái thằng nãy tao nói mày ở Sóc Trăng á tấm bị lúc mà nó có vợ hay lúc nó chưa có vợ á, trước đó một năm á, nó chưa có vợ mà chưa thấy nó ngồi hả, nó quỳ lại ông già nó nói bây giờ có vợ đi chịu hết nổi rồi, nó năn nỉ ông già á, muốn vợ luôn rồi bây giờ cưới hả nổi là cũng chịu chứ không me hay là bất cứ gì sống như ma cũng được, có vợ được rồi mà tới nãy cái đó rồi tới nó đó bây giờ tới lắm mà chịu hết nổi rồi. Cứ vợ liền đi, cứ lại như vợ liền mới chịu. Trời ơi, nó kêu ông vợ nó cứ vợ mà nó còn nhỏ tuổi, nhỏ hơn tao 2-3 tuổi. Tao cứ vợ thì về bỏ ẩm bả, ép tao cưới. Ồ, anh lúc là mình chưa muốn nữa đúng không? Thế mấy hình cứ đục bậy, lúc mà không biết cái thời cái đi chơi mà. Là cái thời đó là cái thời quanh quanh liệt liệt đó không? Quanh liệt liệt ở trên dọc dòng mày khúc kia mày xả bên cũ trên đó. Mình nhớ gì vậy? Bạn cụ này có khi nào mà chỉnh không hay không ta? Thì có mà ngọt dễ uống à. Hồi tới nào không hay á. Nãy mua 8kg hả? Còn mình về chết nhấp nay. Nãy mua hến đúng không? Hành được rồi. Hến là có bác. Mà hồi đó giờ tao chưa nghe, khi nào mà chưa nghe cái rượu mà nến hến nó mới hạnh. Hến có cái lớn để nướng vậy. Mày không biết.
nó còn hến á, nó có bán luôn, bán ký luôn. Nó cháo bằng à, biết nó chơi sao à? Để biết làm sao mà mạnh lẽ con hến được không? Bắt con chợ mình là bố mình để nó bắt mướn son bự như nè, đổ hến lên đầu lúc mà nó chín này, nó bắt đầu mà cái ruột nó chào lên cái vỏ nó đóng xuống á, nó lấy cái vợt cái vớt, lấy cái vợt cái vớt, lấy cái vợt cái vớt thì sốc rồi kìa, đâu cần sốc nguyên con son bự không, nước bắt nó sôi lên rồi đổ vô đầu cái ruột á là nó đổ lên trên, rồi lấy vợt cái vớt, đổ lên trên lấy vợt cái vớt, cái sốc gì là kịch. Đó là ta thấy chính xác luôn. Nói thật phải nói ra chứ, nếu mà ta cho 20 người nhậu phải không, sáng mà ta đi chợ Bình Điền ta bắt hôi, ta lụm là cứ như lụm ghe chai vậy. Ngày về ta cho 20 người nhậu lụm hết hả? Lụm nghêu sò ốc rồi nè. Sao lúc đó không lụm về ta găng xe ta bán luôn? Nói thật á, ta nói mày dòng thứ mình coi rồi mày lại mình lụm dài có 5 bé con chục con rồi, nó không có lần nào nói vậy như mày như đóng rồi nó bò ra ngoài đó rồi. Mẹ uống thử ly cô vừa, mẹ uống thử ly cô vừa đi, uống nước đây. Dạ, ba ngồi gần tấm này kìa, nè anh tấm gót rồi mẹ uống ly. Quá lại chút nữa thôi được rồi, ở bên ngọn bảnh nè ly mọt mà lấy miếng rồi nha. Ủa nó uống ngon hơn cũng vậy. Con sợ mà. Ê cái gì vậy? Có bên này. Mình ngoài thôi. Thằng này cái thuốc. Sao trắng tươi, ngủ trắng tươi vậy hả? Con hẩu thơm. Ừ, không hết à? Ừ, con thơm á. Ăn sợ thế. Nè, ăn thuốc con sợ nè. Ăn chay. Ăn đi. Ăn chay đó đó. Ờ, quên ăn chay. Ăn chay đâu mới khiết được ha. Cái gì đó ăn hết. À, tháng 7 ăn 2 ngày rồi xong rồi. Năm mà. Hồi đó giờ tôi chưa từng ăn. Từ nhỏ tới lớn chưa từng ăn, chứ không phải là chưa ăn không? Là không ăn, chưa từng thôi, đó mình nói là chưa từng thôi. Lỡ sau này mình già cái tự nhiên đột sức mình có ăn chay rồi sao? Ừ, cái mấy chưa từng. Nghe nói bên nước mình thì ăn chay là về tín ngưỡng này kia. Còn bên nước ngoài á, nghe nói thôi nha, chứ mình cũng không biết là chính xác hay không. Đó là bên Tây Phương, ta cũng ăn chay, mà ta ăn chay là người ta có kiểu như là ta không muốn giết động vật đồ này kia đó. Yêu thương động vật á, cho nên ta không có ăn mặn. Ta ăn lạc. Mấy cô khô này, đó. Cả mấy cô trước này. Ờ, đúng rồi. Ờ, tao lại nó uống, tao ăn mới đúng. Vậy? Tao ăn mới tới em. Đúng rồi. Tao này muốn nè. Để có tay em nè. Cà mấy cái nước húp cái nhức đít. Bỏ tôi chán đi. Bỏ ổn. Nhưng mà cũng với tay đổ. Thường với tay hả? Không đổ xuống gì vậy? Đúng hả? Cái này chút xíu lấy cả mình chùi vào trời, ngã ngu không? Chùi mà nó uống nãy nóng cổ mình chết. Uống này nó này uống ngon chứ. Xé miếng giấy cái này nè, bỏ bỏ bển luôn. Để dục ở đây rồi nó dớt cướp luôn rồi. Miếng giấy ra xé cho nó nhé. Cái con này khô quá. Đổ nước con này qua, có cái chàng chàng đổ nước qua. Cái đổ nước khô. Công. Để ăn mẹ. Ăn đi. Dạ vô chín giờ đang ăn này chín giờ không mưa đâu, tới mình nghỉ ăn cái trời mưa, ta đang nhậu gì trời mưa ngon lành này sao không mưa bão gì đi. À này bỏ lên đi, bỏ chín lên nóng hơi sôi là chín rồi. Sao mình uống liền đủ, uống liền nước vừa vô mới được. Cái này còn thấy từ 20 con nữa đó lên. Bên nhỏ. Cái này múc. Ăn này.
Trời ơi, trời, cái này mà quýnh hoài một cái thua hoài luôn á. Không thua là lỗ à. Ly rượu này rất bể anh ta. Không mà rớt lên, rớt lên gối rồi, lên mụn rồi chắc không bể đâu. Rớt chút xíu mang chắc, chắc bể. Không, phải bể 100% chứ không phải chắc đâu. Thì chắc rồi đó. Làm như gũ nặng lắm, mấy trời khà cái mới chịu, nó gũ con hổ à. Gũ bánh tre mà, gũ dừa mà, nó phải gũ con hổ nó mà khà khè chứ trời. Gũ uống gì nó mới ngon, uống nó khà gần cái mấy ông già luôn. Có đó gũ con hổ. Uống gì nó khà nó mới đã. Nó gũ con hổ nó khè khè. Mới sướng. Mày gũ bánh tre à. Mới gọi là nhà tôi xanh. Vừa nó hơi cứng á. Đúng rồi, nó vừa hạn 3 tháng rồi, vừa bổ nó quá là hạn rồi, nó hơi cứng, tan ruột. Nó lên màu ấy đi. Nước cốt dừa đi. Cốt dừa được. Bỏ đâu có lâu? 4 tháng rồi không? 4 tháng. Bỏ lâu nữa rồi. Bỏ nước cốt dừa bỏ đâu nữa rồi. Em tính là đợi cái dịp nào đó mà cho nó quy mô chút xíu á. Cái tổ chức khu uống. Hai thằng chắc uống dừa. Mình uống một chút bên gì bể. Làm con chuyện một chút. Em bể mà. Mà gì bể. Dừa mà bể. Cái này cái bầu ông nội ơi. Dừa cái đầu mình không biết trái bầu hả? Kiểu trái bầu nhưng mà trái dừa có thể là nó làm như ghen như vậy. Má trên đời mà hết trái dừa kiểu này nè. Không mà nó gáp á. Nó có khuôn nó hoặc là nó gáp. Không nó gáp, trái bầu có vậy đó bay. Thì cái phọt, cái kiểu đó là phọt trái bầu. Trái bầu luôn. Bầu hồ lô, tao biết. Bầu hồ lô, tao biết. Đây. Tay ta. À muốn. Đây, đây còn. Còn cũng nhiều lắm á. Hai con mẹ hả? Uống vô không có dội, không nhìn đi ngủ thấy dội trời, ngộ ta. Uống không thấy dội thiệt. Uống vô như bình thường, uống như nước tả vậy. Uống như uống nước vừa tươi vậy. Ăn đại là hết mồi, bắt cái ngốc nè. Bỏ vô. Có mồi á, sau lưng ngốc chân á. Sau lưng ngốc mồi cho nhà ốc hương không á, ốc ma không á. Ban ngày nó ốc, ban đêm nó ma. Ớt ăn trái cài và phố. Ớt nó cây. Ớt nó kho cá đi. Chạy ớt ăn một chuyện hết. Tàu qua ớt dữ lắm mà. Rồi hỏi em lấy được một đống về trồng, trồng lấy có một cây một á. Bây giờ chín, ương lại. Chín. Không, tớ tớ dục hột đại à. Tao không ương dữ vậy. Dục đại. Ông già cũng ương, nó dục đại, nhóc cũng trồng rồi coi ra nó mà lộ. Đồng mà không, ở trong ngoại nó có dục hột cái gì đâu có ăn ớt mà dục hột sao lên nhấp ớt lên những cái kia nằm đó mà đi Đà Lạt chị chơi đó. Trời trời ơi, tôi vẽ được về trái ương lên được hai cây ớt ăn đã thiệt mày ơi, nó thơm. Cuối cùng bố chồng rồi giờ chích queo uống hết đó. Còn tao sắp bỏ rồi đi tới luôn rồi không chích queo. Anh, mày đã tại sao trong ngoại ớt nhiều dưới trời. Ngoại không xiên vừa có trồng cái mà ơi. Đâu có ăn ớt đâu mà trồng. Ăn nhiều, nhiều khi chim đầu. Chim nó ăn rồi đó. Ăn rồi nó ẻ hoặc là. Trên đời này chỉ ngoài con người á, không có con nào ăn ớt hết trơn á. Nào là không? Sáu không ớt hả? Sáu không ớt. Mà cho nó ăn mới ăn thôi chứ à. Nó không ăn ớt. Nhưng mà con chim mà nó bay lại nó ăn ớt chứ. Nó không ăn. Con sáu nó bay lại không ăn gì. Mà cây ớt con mấy con chim nó ăn ớt. Cái hoài. Cái cây ớt à. Mình cho nó ăn nó mới ăn thôi. Tại mình xúi dục nó ăn. Mình đút nó ăn. Nhưng mà vẫn ăn. Khi ớt nằm ở chim ăn ỉa ớt ăn cái. Không phải là chim đâu, sợ là mấy con ngông rồi nó hút vào cái nhị qua rồi này kia cái nó tại không ăn. Qua ông nào lại cái ớt. Ông nào ăn ớt. Nó không ăn nhưng cái ba cái nhị qua rồi đó này kia. Qua thâu lên được. Thắng rồi này kia đó nó thụ tinh nữa. Chỉ có cái học thôi. Mới lên. Chứ hồi bỏ mà
coi là cái vụ trên đài nó đâu trong các loài động vật đó con nào ăn ớt đâu, chỉ có con người ăn ớt thôi. Sao chứ chim tê thường thường mấy ông già nói vậy, có ớt mà mọc ấy là chim, chim nó mổ là nó ăn rồi đấy á. Thôi chứ chim nào ăn ớt tội. Mấy ông già thường thường hay nói cái câu đó. Chưa từng thấy luôn, đó giờ. Để không thấy ai mà thấy được. Có chim ăn rùa nè. Để anh hết đi rồi. Ăn để cặp bên. Trứng cá nè. Ăn hết cái này cái đi trời. Để anh cho hết đi hồi lửa than các bạn. Tại mà tại sao nổi tại bổ lượng nước chính bổ lượng cái đó chính rồi đó anh ơi. Mà chín. Lâu lâu nhậu mà mùi lạ lạ ngon. Lâu giữa thôi mà sợ lâu. Nó được năm rồi. Còn khoảng phải là 4 năm. Mình có quăng quá ông nội kia. Đợt rồi mới mua lại nhà mày cái năm rồi nè. Sà lông nướng nè. Mà tao không có ăn. Thiệt không? Tao thề nó chết liền à. Mà sò lông nướng với con không phải sò gì sò sữa vậy sò đẹp, sò đẹp nướng đó vậy sò đẹp ở đây là có sò đẹp cố thằng Năng nó mua về mua Sài Gòn hết vậy nó mua có cái đợt đi. Cái đợt mà mày làm cái mỡ hành đó mỡ hành nó đang thui chứ chứ cái đó là mỡ hành nó biết làm nữa rồi dân mà ăn sò nướng mỡ hành tại tao làm gấp quá nó nóng quá trời nóng còn cái này tao làm sao mà xanh lè nhỏ quá chưa kịp trời trời chứ nghĩ sao không biết làm mà tao biết cách làm cho nó nhanh lẹ làm kiểu này bỏ lên mày tắt cho nó dơ nè người ta tại nãy tao ngâm nước mau á tại gấp mình ngâm nước mau thôi chứ ngâm nước cỡ mà nửa tiếng mà hả họng ra đổ ra rồi chế nước sôi vô phải không thấy thôi hả miệng chút đổ nước sôi ra ngược lại à tắt cho nó mau tắt ly lẹ luôn thấy không mày ổng nhúng lửa vừa mới chín là tao tắt nãy giờ mày tính được bao nhiêu con sò tắt nhát nhái tắt sắp dễ đàng hoàng sò lông nó tắt cũng dễ chứ đâu có khó đâu mày tắt bằng tay cũng được mà nhưng mà nó không ở miệng mà mày tắt phải tắt bằng cây dao hoặc cây muỗng mày tắt được ở được giờ không ở miệng tắt được bằng tay đâu cắt nhái luôn muỗng vậy sò huyết luôn á thấy sò huyết cứng tới nào tắt bằng tay được nữa đâu bằng tay tắt bằng miệng hả sò huyết sống luôn cứng chết mẹ rồi mày sò huyết sống luôn sò huyết sống tắt mày thấy còn máu ngon lắm huyết nhưng mà thời gian mà tắt tao mình không biết tắt bằng tay đâu nói mà nghe năm đó tao thưa hiển là mấy tao là tắt bằng tay chứ đúng không tắt bằng tay không mà tắt tay nhanh hơn chứ từ khi nó hở miệng đây không có hở sò huyết làm gì hở mày tắt không trời ơi sò huyết lại không hở miệng luôn thứ nhất là đau tay thứ gì cảm nhận luôn nè còn sống luôn còn tươi luôn mấy mày tươi hơn bà tư mẹ nghiệp của đó từng đi sẽ bắt sò huyết chưa biết tao bắt rồi đó chưa em ngồi đó bắt sò huyết còn mỏ bình bệnh chứ nè nó theo dùng tao nuôi á à trời trời chẳng hãy mày mày ơi đổ vô một lần như y gan đóng đá một khoai mày xay gan vậy đó má á nó có lộ cạo luôn nè con lấy sao muối vậy trời cái năm đó tao mần một lần thôi trời trời mấy tao ăn thù biết mà nấu cháo không tách nhận nhà cái nghiệp nghiệp cái gì đó rồi sao thù biết nấu cháo thôi thù biết sống đúng chứ tách tách còn sống trong mi với hai bắt lên luôn á thì tắt tươi nó tươi luôn á máu nghe thấy thấy ngon mình trời trời nấu cái nồi cháo tắt bằng cây dao tao nói mày tao là sò không trời ơi tắt bằng tay ba ơi tắt bằng tay mà đau chết mẹ trời ơi tắt đau lắm con sò huyết dễ tắt hơn mấy con sò nữa nè không biết cách tắt biết cách tắt ha tay lên tay xuống rồi tẹt ra cái gì xong rồi trời trời nó ngon mày ơi nó ngọt trời ơi quá chàng tại vì chưa biết tắt là mới lần gì vậy mình cho bán sò không mình cái chỗ ta nuôi cái dùng tắt đau khó tắt không có đau rồi mà không có bóng tay nhận tách được so với con sò lông mới tắt sò lông thì dễ mà tao tắt sò là ai mà tắt sò huyết bằng tay mà tao tắt sò lông là sống rồi ai tắt lại trời ơi con sò lông có dễ tắt không cố ơi không mà con sò huyết sò nhỏ không biết gì chứ cái sò bự mà mày tắt bằng cái dao thái mày, hoặc cái muỗng mày tắt cũng dễ làm đó tao nhớ tao sò huyết tao nhớ tới giờ tắt cũng vẫn được mãi mãi được sò bự dễ tắt bằng sò nhỏ có tắt ở ba gàng rồi cháo sò càng bự càng dễ tắt ừ nhỏ nó có đó nhỏ mới có tắt sò bự rất là dễ mấy con khô ở đó này mình lấy cái nước đó đổ vô mấy con khô nè thâm lại không chế mới hành vô mới hành dư nè nhóc ở trên để chịu ăn cơm sườn mày chàng rồi tao là sáng nào cũng làm dĩa cơm sườn nha trời nấu lên thôi hàng tám lại nó đâu cần cơm sườn đâu nó cũng ăn cơm thiệt
ăn cơm với cốc ổi. Đấy. Tao biết, tao biết ăn mà. Không có thì sáng giờ. Không. Anh đang ăn cơm với cốc ổi anh tin không? Tin. Lại giờ cũng tự nó không bằng. Mà anh biết tại sao ăn cơm với cốc ổi không? Vụ thì nấu từ gạo. Uống rượu với cốc ổi thì như buổi sáng mình ăn cơm với cốc ổi thôi. Rượu cũng từ gạo mà anh. Gạo nấu ra mà gạo nấu thành cơm, cơm mới là lên men mới thành rượu. Thì nó qua nhiều giai đoạn thôi, nó còn dữ hơn nữa đó. Có người có uống rượu nít. Đó, tới ai ta? Mày uống. Mới uống thì tao uống. Lúc trước ngủ trên cầu rượu nít quen. Nhưng nhỏ nhỏ là ngủ đèn cốc rồi. Lớn lên có đèn điện. Chứ là chưa ngủ rồi cốc không đâu. Có đèn ấy đâu, ai có cái đèn bình đồ quý vậy. Thật ra là nhà em là mưa xong rồi nó mới muối. Cái đèn con xong á, cái đèn xong á. Nhà em á, tới năm hơn 2010 vẫn còn xài đèn cốc. Lâu rồi nó còn đúng. Nhà em á, đặc biệt mình mới sớm chỉ có nhà em thôi. Anh biết cũng có lý do của nó chứ không phải là không có. Thì không phải là tại ai hết. Em lúc đó còn nhỏ, năm 2010 thì cũng khoảng 15 16 tuổi. Trên năm 91 17 tuổi. Chưa tới năm 17, chưa tới 2010, khoảng 2000 thôi. Khoảng 2006, 2007 rồi này kia, 2008, 2009 luôn. Để con xài đèn cốc. Những năm đó thì nguyên một xóm, ai cũng đèn điện hết trơn chùa đó nha. Đúng rồi. Chỉ đặc biệt có ở nhà em là đèn cốc. Trời ơi, mình cũng thấy lạc lòi nữa, mình cũng thấy cũng quê quê, ngại ngại cũng chết vậy. Mà cũng có lý do của nó thì em cũng còn nhỏ, cũng vừa mới lớn lên. Mình cũng có ham muốn có đèn điện vô nhà. Tại vì sao em biết không? Bà ngoại em không chịu vô điện. Lúc đó là điện lực đồ lợi quy động rồi, cũng như là nhà em cũng có mà tham gia cách mạng rồi đó. Là nó cũng miễn phí phần nào cái này kia rồi đó. Bà ngoại em không chịu. Kêu là nó đèn điện tốn tiền hơn dầu. Xài đèn cốc được đỡ tốn tiền hơn. Rồi cho nên đúng không? Cái này nè. Đúng không? Ờ mày uống, thế anh thiệt. Lộn mới thấy phun cái phèo nè. Ồ, uống vừa uống cũng mà. Phun là phun cũng vậy. Uống rượu này còn phun nó còn nội. Lúc đó là tới về sau này mới câu đuôi. Còn câu đuôi nữa mới nghe mà chỉ nhà chỉ xài là có hai món à. Hồi đó, một cái đèn chữ U hay vậy. Phải chữ U không ta? Cái đèn bằng cầm tay vậy nè, mà nó dài dài ra vậy đó. À, cái đèn có một cái khắc. Cái khắc kia có giữa, một cái giữa à, ở dưới cái đít nó cao hơn nữa. Nó cao hơn nữa. À không, cái đèn nó cái đèn chữ U cái gì đó, nó có một khúc dài dài nè, khoảng một khúc kìa nè, nó màu trắng á. Nó dài dài thường đúng rồi chữ U rồi. Hè cái đít nó bự nè. Ở khúc giữa nó nhỏ, ở trên nó bự lại cái. À. Biết là giống à. Tương tự như là cái ly rượu mà thôi mình mà nói chuyện thế mà cũng có gì cái gì cũng có ly rượu vô đi trời giống giống như cái đèn tao biết rồi đèn chống bão á thôi không đèn chống bão là khác là chống bão là cái đèn bự không có rồi cái đèn cấp là nó có ba khất là cái đèn đít bự rồi nó nhỏ từ từ lên là nó khác cái đèn kia mà nó tao biết rồi rồi đó thì năm đó là chơi thì mới vô được cái câu đuôi nhà người ta với một cái đèn đèn ngủ hai cái đèn nhà chỉ xài có hai cái đèn không có xài gì đặc biệt luôn cơm nấu lò củi không có quạt gió chỉ sạc quạt tay nhà em với lạc lõng vậy lắm mà những năm đó là tăng tiến lắm rồi giờ thế kỷ 21 rồi chung một ăn cũng khổ mà nhà ta vô điện hình như đã coi năm cái năm chín mấy năm 90 để coi ta nhớ là coi năm 98 thì khác có con nào khác à con nào khác à có nước nó nhiều dưới nước nhà chưa điện năm 98 đâu nhé vậy là sao bảo một năm sao bảo một năm bảo năm 97 năm 97 thì nó còn lên lúc mà nhà tao ngủ sàn không bảo năm 97 là lúc đó tao còn ở đứng bữa đó mưa đấy, bảo đến 20 năm mày trời đúng rồi nhà vô điện 20 năm mày tao ngủ sàn không mày năm đó bảo là đứng dưới cửa nhà của ông Phương á là xưa nhà ông Phương có nhà lá là cậy đó trước đó lúc em biết mình là bó nhang cái gì trẻ nhang trẻ tao tính đội vô mà tao đứng cái chát chiều là gió ê trên 20 năm là bởi vì cái thằng em thằng Huy năm nay nó 20 tuổi nó tuổi con mèo
mà vô trước cái năm, năm trước đó nó xanh đó là ta vô năm 96 rồi nhà ta vô 96 trước năm trước thèm mà chưa có nữa trước trước thằng đó năm á đâu năm 97 khiến thèm mà chưa có nữa năm 97 thằng Thiết ra rồi thằng Tha chưa có thằng Tha cũng ra rồi luôn thằng Tha chưa, vừa mới ra chưa, một tuổi chưa thằng Tha thằng Tha 95 rồi thằng Tha năm nay nó 22 tuổi rồi sinh năm 95 năm nay nó 22 tuổi năm nay mình 2018 em nhớ sinh năm 95 23 tuổi nếu bạn ngoài thì 24 95 ủa nó nhỏ hơn em tôi vậy con Thiết Tha thằng Tha nhỏ thiếu tuổi cũng rồi thế mà cái già ấy đó nhỏ nó cái bạc hơn này nữa ba gì bằng bạc. Tuổi thằng 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 ê 95 bằng tuổi thằng 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 út em tôi ở cái thằng út em tôi năm 95 mới 96 thôi trời ơi em mình không biết chưa tuổi được quên 95 96 vậy à em ta mày tuổi ngoài là nó 23 tuổi đó em 2 à tuổi ngoài nó 23 đó tám 22 tuổi rồi tuổi ngoài nó 23 ôi 23 vậy là đúng là năm 96 tuổi con gì nó con chuột đúng rồi năm ê 95 chứ năm 95 23 ê 96 mà nó hồi có sao được ơi ở trong nhà tao có mua thuốc panadol rồi có gì nhức đầu quá thì vừa vừa lấy thuốc uống có tuổi thỏ không ta có thiệt chứ bộ thỏ hả mình đâu có con thỏ nhát rồi con thỏ là mấy nhát là tuổi thỏ không Trung Quốc có Trung Quốc thì nó không có con mèo nó có con thỏ trong 13 con giáp nữa ố 12 con mà 12 giáp rồi thí sử dần mẹ tình trạng con mùi thân dỗi thức hại có con thứ 13 nữa 13 con ngỗng không con hồ lê tinh là con mấy con bây giờ chồng người ta á vậy thì là con giáp thứ 13 bỏ để hết đi hồi lửa tàn không có tàn đâu nó trời bỏ lên chút xíu chín rồi nó còn là bỏ lên còn có chục mày con nữa à bỏ lên xíu chín bỏ lên xíu chín à ok để đại ăn hết này đi 6, 11 con mà khía bây giờ ế ăn này không ăn ăn bơ khía vô lẳng xẹt à bơ khía giờ ăn canh vô để mơi lại ăn canh một đống rồi ba ơi canh hoài tại trong nó chưa thấm thôi canh tối là nhiều lắm rồi đó á quên ngủ á chút cái mua vô nè thấy dứt rồi tắm lại phải ăn ngu mới được chứ nha tới bó ăn nó hoài thấy gì tắm lại bé ăn ngu cho nên cho đầu ưu tiên cho tấm lại ăn mua nhiều là bà năm mùi không năm mùi vẫn ký được ký chưa ăn anh đi coi Hương đem ra ai muốn vậy vậy tao để em nữa hả Hương đem ra nó nhậu đủ tao bữa tao nhậu sao tao quất hết trơn luôn trời mà nó ngon nghe mặt ưa bà cái kế không giữ cái kì cũng mất con mua con mua trả ha không cần anh mua cái đó anh chỉ cần mua chiến dịch lại là được rồi buông á lấy hộp cỡ nhỏ nó hộp bự bành tráng không ơi trời để bỏng dư mà không đại lâu lấy hộp cỡ nhỏ vô cho nó thấm thấm vô trong nó mới ngon vừa ăn sò bữa thấm vậy chửi không ăn cho nó béo đi chứ thấm đập họng mà thấm vô là sao nó đâu không hiểu nữa dạ chứ cho nó béo mà mấy đêm đó ta ăn Phương nhậu mấy rượu trời hai thằng nhậu gần sáng hồi nãy giờ thì đi thì tấm lại không có cúng mà mày không cho cúng nữa nè vụ này dễ cúng ngủ thì chút có mua gỗ trắng vào cúng chứ cái này khó không có cúng được lâu lâu có một lần mà cúng gì cúng được nữa cho thanh mày đã uống lần đầu tiên ừ đúng rồi đó em có vậy á tấm đầy uống rồi thì gỗ nào mà mới đem lại cho thanh mày đã không mới uống lần đầu tiên bất cứ là gỗ nào mà hồi đó anh nghe nói chưa em có mới nghe nói gì có hôm gì rồi em đi Bến Tre đó nghe nghe thằng Đồng Nhật Anh nó nói á cái thằng mà hay chửi em á nó nói là không đợi nó về bữa nào không được bữa nào anh em mình phải
khỏe thì cái rảnh nhỏ cái gom góp này mình đi về luôn với mình thấp hai lúa khai. Ờ được rồi đó, tại bình thường thôi đó, không phải tóm lại đừng nói là vậy, mình cũng mình giao lưu với người ta thôi, nó có gì đâu mà ấy, nó bình thường mà được thì để không có anh em mình đó chơi ở mình giao lưu quá cũng lo giao lưu mình luôn đó. Hay là không cũng được, không có đâu gì đâu, anh ai chết nó cũng vào chia buồn có hả? Có ở tôi qua là để bình lĩnh thôi, bỏ đi nó sâu sâu vô mất công á. Chắc say rồi nào không hay á, uống nhiều. Bộ này là uống khổ rồi. Không uống nhiều là say á. Uống nhiều phải say rồi. Uống ít dễ say. Mẹ nói uống rượu đó già mà ai uống ít mà say không? Uống nhiều không nó say không ạ? Có người uống rượu mà không say. Ai uống không say. Nói thiệt. Có cái ông bán kẹp tàu quá gần nhà tôi bảnh. Chửi bà Lệ đó, chồng bà Lệ đó. Sao vậy? Bữa có Lại Lầy mày nhớ không? Đi đâu vậy? Mày ghé bữa mày bia ở đâu vậy? Cãi thỏa lắm gì? Chết đụng má mẹ. Chơi đây này mày. Má lớn gì lớn cho đụng má, tao đụng má ra liền. Không sợ không đâu. Nhậu không nào sai. Lại nhà tao nhậu rồi. Đi ngang không dám rủ xuống ghen rủ, rủ rồi nhậu chưa sai nó về. Nhưng mà nhậu thêm nữa mua rượu sao? Đi nhà má chạy tù quá thì rượu thuốc nhá. Đi rồi nào không bỏ thuốc tối, có cái xe này cũng không có. Đến nhìn con của bà đám thôi bởi ơi quan biết nó xấu người ta không, nó xấu, nó sự thật, nó thật đó, tao có được coi mất công có rồi được coi mất công sợ đâu, nói tao tao cũng vậy không, tao có một người nguyên sớm là công nhận mà không phải là uống rượu không say, nhờ uống rượu nước lã luôn. Chú tao á, chú ruột nè, hồi xưa tao có một thời gian nấu rượu ở Bạc Liêu á anh Thiện, bên nội ruột em, bên chú ruột em á, thì ổng thì làm nghề nấu rượu. Cái trong thời gian đó em vừa lên, lên trển lúc năm đó em cũng 15, 16 tuổi. Cái lên em nói là bà ngoại kêu em đi học nghề, kiếm cái nghề gì, kiếm cái nghề gì đó đi học đi. Cái em lúc cũng mới 15, 16 tuổi biết cái gì đó mà học nghề. Cái lên cũng nhiều người gợi ý cho là trong dòng họ rồi đó, dòng họ bên nội cũng gợi ý cho học nghề. Ông nội thì phá một câu một nghe mắc cười lắm, học nghề làm hồ đi. Ta làm hồ cũng được im đó, tù ngon ha. Lúc em có mắc cười rồi cũng còn nhớ tới vợ nha. Cái rồi cái tôi suy nghĩ rồi ok ở đây đi, lúc cũng như là không có ý dồn dập, mình thích cái nghề nào thì làm nghề đó thôi, không có ai mà dồn dập em hết trơn á. Cái mấy kia em ở lại, bây giờ ở lại đi. À, tạm giờ thì ở lại chứ suy nghĩ ra. Thì ở lại đó là từ từ suy nghĩ. Từ từ đến một năm trời luôn. Chứ mới 15 tuổi biết nghề gì giờ. Không biết cái mới 15 tuổi mới lớn mới vậy thì chưa biết yêu nữa. Về nấu rượu, trong thời gian đó nấu rượu. Nấu rượu em biết hết trơn luôn. Năm trời biết hết trơn này. Chỉ là cái ông chú ruột của em ổng mới nói là thật ra tới cái ngày cuối cùng mà mới nói về sau này mới nói em câu thật ra mày biết cái nghề rồi mày còn không hay nữa, chứ như nghĩ là làm tiếp ổng thôi, cái làm từ biết hết trơn đi. Cái ổng thấy em biết hết trơn rồi ổng nói em câu đó đó, mày biết cái nghề rồi mày còn không hay nữa đó. Và cái cuối cùng em mới đi học nghề sửa xe chứ không có hà làm món nó vụ nữa. Để hết đi, để nó tàn đó, tàn rồi đó, để hết đi, chưa tàn đó, để hết đi, còn mấy con đi mẹ hết đi. Say cuối cùng lại là ông chú đó, là uống rượu là không say đó. Ông muốn cũng như nước lã đó. Để hết đi này. Mới tao lấy lại. Nó lạ là ngon ha. Ghê kìa. Anh nói gì anh Thiện? Cái gì dứt sữa? Anh nói dứt sữa con, biết chai chứ không được. Thì hồi nhỏ mình cai sữa rồi, thì tới lớn lên cưới vợ thì mình tái nghiện lại. Mở đi, mở cái này ăn. Đi vào vậy nó khui sao?
Biết rồi, đừng cho nước đâu rồi nó vô, nó dễ nó bị ướt. Mồ hôi nó ra, bỏ trong túi á. Ừ. Bể cái đầu. Ta nói là sữa mẹ tốt nhất cho trai nhỏ và người lớn. Vậy thôi, hiểu. Mình thì dứt rồi, nhà mình thì nghỉ dứt rồi. Thôi dứt ha, đừng người lớn có dứt. Tôi dứt. Thà thà đó ha. Dứt rồi đó rồi, dứt rồi. Dứt thà thà. Tôi là người có bản lĩnh, dứt là dứt à. Có thể tái nghiện rồi. Tái nghiện hạnh thu. Đời này sống gì cũng không có ghiền. Ngủ mà. À, ngủ không có ghiền đúng không? Không ghiền. Không qua, ngày qua tôi uống còn lo ngọt rồi tới vậy nó mà ngủ. Ngủ không có ghiền, chưa ghiền nó uống nè. Đâu có ghiền đâu. Qua về. Về. Chưa ghiền nó mình uống rồi đâu có ghiền. Cái ai vậy ta? Mày uống chưa? Mày có. Tao lại uống phải không? Ừ. Tao muốn á, tao muốn tại đây đi đó, tao không thiện á. Để. Hả? Mấy con này vừa mới chín đến là mấy con ăn đi. Uống mới ăn chứ. Đang ngồi thứ mồi sao trời. Trời ơi, trời ba khía đóng nè. Con mà hơi mặn. Nhà còn có con mấy con cá chiên nữa kìa. Thấy ăn biết cái chắc này nè cũng gần hết nước mắt mê hương nè. Gần hết à. Bật lên mà có gì phải không? Ngủ công tử đó mày. Tiêu cái vụ này đi. Cậu là đà gì nó uống. Vụ công tử. Uống người bà này được lậm cầm. Sài Gòn đâu dám uống. Uống rượu chú uống rượu quýt ca. Tụt quá ghê trời. Uống quýt ca thì hai thằng mua một chai mà ba thằng luôn nó mua một chai. Ba xị một lít uống trong đầu lắc xe nước đá uống. Bà nội còn chết. Tắc xe. Thôi đúng bé ra ngoài uống Sài Gòn đỏ bê bả chơi. Ờ Sài Gòn là phải uống gì phải không? Bia hơi. Bia hơi trời, ôi trời, không hết uống lúc trước rồi còn ở chảnh không ai uống bia hơi. Giống uống bia hơi. Nếu như mình á thì ở đây mình khác. Ở đây là có gì hơi, bia hơi. Là lâu tao đi xíu lạ mà bia hơi uống chứ. Bia hơi lúc trước cũng có gì. Là bia tươi đó. Bia tươi là bia hơi đó. Năm gọi uống đó. Ừ, Bạc Liêu đó. Thì cũng thành phố Bạc Liêu rồi. Nhưng mà lúc trước nó ở Sài Gòn kìa. Cái năm ta ở Bạc Liêu tao mặn nhà trả tao uống ba ly không? Hồi đó còn uống chứ bây giờ tao uống không ba uống càng ừ, uống rồi hơi đã nè. Mình về quê mình uống rượu. Mình đi xa lên tỉnh rồi hoặc là đi thành phố đi Sài Gòn rồi đó. Là uống bia. Ờ uống bia, bia hơi đã thì. Bia hơi á. Ai bữa tao bố uống bia hơi đã. Sáng mai chào 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 chào. Đồng hồ dưới nước rồi ta. Vô có đầu mà vô. Bữa người ta về nó ngâm nước đá thì vô không ta. Mấy con trên giữa này, mấy con tươi tươi đó. Tươi mà tươi đó. Hai người nè. Không ba là ở đâu trời? Ai biết nổi. Không ba chín. Số rồi, số điện thoại rồi nãy rồi đó. Số mà bị vô cố rồi chứ ở đâu? À đâu? Ai vậy? Con trà nè. Dạ. Ai ai? Cha. Cha nào? Cha mà cha nào trời? Ờ thằng trà đánh mày đĩ mẹ mày thằng trà đánh. Cha nè. Ừ, là bác đang nhậu nè, nè con ơi. Má lớn hơn cha nữa rồi đó. Lớn hơn cha nó luôn quá trời, trời ghê ha. Đang nhậu đi, tao mà đang nhậu rồi. Tao gì bác mới đúng chứ bị. Thì bác rồi chúng ta không được hả? Ừ, bác đang nhậu con. À. Cái thằng trà đánh. Ai vậy? Đàn.
Thằng mà cái ơi, cái ơi. Thằng chạy đánh. Trời ơi, cha này con. Giờ tao biết ai. Chứ là cha nào. Bây giờ. Mới 3 giờ hơn bây giờ. Ồ má, không biết có ăn đối với người ta. Nhà nó ở là hết nhà bà vợ của đen đá. Ờ, giáp rồi đó. Thì nó gọi không cho nó phần quà. Ờ, tao đi nè mà, mày nhớ tao đi nè. Tao mày nhớ. Mày tám đại giác lợi chứ đâu. Tám đại giác lợi đó. Ô đi. Lúc mày vô vợ đang thấy con đó. Con nhỏ đó. Ủa. Thấy không? Ừ. Tin. Tao đi nè. Tính tao anh Thiện nói là nó đang ấy vợ nó chứ. Đang coi con cho bú gì nữa đó. Rồi bữa đó mình đi vô trỏng túi trong kia mình mượn cái máy chạy vô trỏng nữa nhà không gì nữa. Ủa nhà nó trong đó nó phải nhà nó phải trong đó. Nhà ngoài này rồi cho đây đi bữa đó một đường luôn. Đường đó tấm lì mượn anh Thiện mà giật cái máy cho cái bà kia đó. Quên hả? Có cô đen đi. Bữa đó giật được luôn á, có cô đen đi nó quên hay vậy. Ờ ghé khúc đá có đốn cho ai đâu ta. Khúc gần nhà bà vợ đen lét có cho ai đâu. Đâu có, thằng ấy nãy điện mày nãy á là thằng cái phòng quà đó thằng nó cho. Nhớ không? Ai cho? Thì nào cho tao không biết. Ai cho? Rồi hồi mình về mình cho xong mình quay về mình cho bà ấy nữa. Quên cái gì á, cái bà Tư bà gì Út mà bà gì của ông Ngọt á. Ông Ngọt á, ở đằng sau lưng. Cái đó nói là đen lé. Dạ cho tao không biết. Rồi đó mình đi bữa đó hướng mình về luôn đó. Đi cuối cùng ở nhà, không ngon tới giờ cuối cùng. Ủa, nhà nó gì ở khúc đá sao? Nhà ai ông nội? Thằng Bình á. Ở? Nhà khúc nào? Thì khúc nhầm đó đó, thì khu vực có đó, sao không biết là khúc nào? Bữa đó thằng nhớ không bà? Ủa, tôi đang tính tất chuyện gì, tôi tiêu rồi trời. Tính mua lít rượu chứ gì? Ý mày á. Quen trò chính đó đây, về đây. Sáng tặng chính rồi à, mà mập không đi bắt cầu chứ mình cái gì đi hai thằng đó ở nó làm giữa cá mà. Ừ, bà hẳn đi Sài Gòn đi xe cho miếng là đi chung đó nè. Mày đi hả? Ừ, mày đi ai? Chung đó. Hả? Tao đi cái dặn mà tao về một mình đâu. Ờ à, vậy đó hả? Ủa có dặn gì mà đó thấy đâu? Có đâu có là chín vậy ta? Ờ trời mười chứ. Con đừng có bỏ lên à. Bỏ lên bây giờ lâu lắm. Nội ơi, thôi ăn con ngoài đi. À con nào tươi tươi mà chàng mập để tao. Thầy chơi chín để tao xào khô. Họ thích mấy con đó à. Thơm chạy. Không phải, bữa đó tao rước thằng con tao, đừng con tao đi Sài Gòn về đúng rồi. Gặp nó đi chung xe với con tao, chú quên. Chưa là tao. Ra bánh xe. Đừng con tao đi trên nhà ông anh tao chơi với ông bà già tao mà xe đông quá rồi nó sang hai xe đó. Đúng okay. Rồi, tao chạy. Thì đến đây, em cũng xin kết thúc chương trình nhậu nước mắt quê hương Bến Tre. Chắc còn nữa đó nha, nhưng mà hết nước mắt quê hương rồi, video cũng dài lắm rồi. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều.